Hồng Loan sẽ trả lại đôi bông tai và vòng tai của Mỹ Sô Thiện. Thưa quý vị, hết hoa hậu, nghĩ có tiền là xài khiến được thiên hạ, thì lại đến YouTuber tiếc của không được review giới thiệu sản phẩm nên quay sang cắn. Liên tiếp những người từng một thời vì yêu thương mà đến, nay đã lộ bản chất vì quyền lợi mà ra đi. Vừa qua, chị Ni cho biết Hồng Loan sẽ trả lại hai món quà mà Mỹ Sô Thiện đã tặng để chấm dứt ồn ào đến từ nữ YouTuber này. Thưa quý khán giả, sau khi chị Ni lãnh hết đạn, dẹp hết vật cản, trải thảm đỏ thì YouTuber Mỹ Sô Thiện mới đến, ngồi vào bàn xơi, hưởng tiền từ YouTube, không bỏ tiền của, không bỏ thời gian ra để sát cánh cùng Hồng Loan. Nhưng nữ YouTube này cũng bỏ công, bỏ thời gian, nhưng vì cô ta bỏ công, bỏ thời gian ra là để ngồi phân tích, mổ xẻ câu chuyện của Hồng Loan để kiếm tiền và thu lợi về bản thân. Nếu nói đến với Hồng Loan không vì tiền, không phải vì tiền, vậy tại sao bật quảng cáo trên kênh YouTube để kiếm tiền? Thưa quý vị, chúng tôi cũng như Mỹ Xuân Thiện làm YouTube khai thác các câu chuyện xã hội để trang trải cuộc sống, nên biết vị trí đứng của mình ở đâu để nhìn nhận câu chuyện xã hội. Tuy nhiên, Mỹ Xuân Thiện lại nâng cái tôi lên quá cao, cô ta nghĩ rằng dúi vào tay Hồng Loan, đôi hoa tai hay cái vòng đá là đã trở thành má của Hồng Loan, không biết vị trí đứng của mình trong drama này. Vừa qua chia sẻ với cộng đồng mạng, chị Đi cho biết Mỹ Xuân Thiện không nằm trong group nội bộ vì team yêu thương mà đến. Cô ta chỉ đơn giản là một YouTuber bình thường. Trái ngược với việc kể lễ tặng cho Hồng Loan đôi hoa tai hay cái vòng đá, chị Ni, người bỏ ra số tiền giúp đỡ cho Hồng Loan, cho biết sau này chị có đi khỏi Hồng Loan, không bao giờ chị kể lễ và cũng không cần ai tung hô chị. Thưa quý khán giả, một trong những lý do khiến Mỹ Xuân Thiện quay xe với chị Ni và Hồng Loan là chuyện Hồng Loan nói cho chị Ni đôi hoa tai mà YouTuber này tặng. Nói về vấn đề này, chị Ni cho biết. Ni nói, Loan ơi, đôi bông tai này mắc lắm, chỉ là một câu nói thử lòng xem Hồng Loan nó như thế nào. Loan trả lời, mắc quá thì chị đeo đi. Loan thương chị, cái gì Loan cũng cho chị được. Loan nó có rất nhiều hoa tai, nên cũng không biết cái đôi đó có phải của chị YouTuber kia hay không. Chị không biết chính xác nguồn gốc của ai, nhưng mà mặc dù của chị YouTuber kia thật, thì chị cũng nói để thử lòng Hồng Loan, chứ chị không lấy. Loan nó vô tư lắm, nó nghĩ giờ nó không đeo, nó nghĩ Ni như chị của nó, để đôi bông tai như vậy ổn quá, nên nó nói là chị đeo đi, tự nguyện tới tặng mà giờ trách nó thì hơi vô lý. Khác với Mỹ Xuân Thiện, chỉ có đôi hoa tai tự đem tới tặng và cũng tự kể, thì chị Ni đến hôm nay mới tiết lộ một chuyện chị đã giúp gia đình của Hồng Loan nhưng chưa từng tiết lộ với công chúng. Chị Ni cho biết Vương chồng của Bùm Bùm phải mổ nhưng lúc đó không có tiền, vợ chồng Bùm Bùm không mổ, ngại nói với chị, nhưng khi chị biết đã đưa tiền đi mổ, không lẽ sau này có chuyện chị lại đi đòi lại, đi kể lễ. Của cho không bằng cách cho, có những khán giả trong nước lẫn Việt Kiều đến nhà tặng, Hồng Loan đã cản không cho tặng nữa, nhưng mà người ta cứ nói, chị tặng kệ chị, không cần Hồng Loan biết tên, cũng không cần Hồng Loan đăng món quà lên Facebook để làm gì. Chị Ni đặt nghi ngờ dành cho Mỹ Xuân Thiện, cho người ta rồi mà bắt người ta phải thế này thế nọ là có ý gì, trong khi Loan cũng đang là người có tiếng trên mạng xã hội, tại sao phải trách nó là cho mà không đeo, khi được hỏi có buồn gì trước sự quay xe của Mỹ Xuân Thiện hay không. Chị Ni thẳng nhiên trả lời, không, chị chỉ buồn với Phương Lê vì Phương Lê từng là bạn của Ni, còn YouTuber kia trước giờ không phải là bạn của Ni. Chị Ni tiết lộ, Loan sau khi hay tin đã nói là muốn gửi trả lại quà cho Mỹ Xuân Thiện. Không chỉ kể lễ quà cáp đã tặng cho Hồng Loan, Mỹ Xuân Thiện còn rỉ nước mắt trách móng phía Hồng Loan là không quan tâm và vô cảm khi cô ta bị bệnh. Phản biện thông tin này, chị Ni kể, công việc của bản thân và lo cho Hồng Loan rất nhiều, nếu đã nói đến với team vì yêu thương mà đến thì phải tự quán xuyến chuyện riêng tư của mình, đến với nhau là tự nguyện, chứ sao phải ép người khác phải quan tâm mình, đến với Hồng Loan là tự nguyện, thích thì đến, không hài lòng thì ra đi, chứ không thể nào đủ thời gian để ý những điều nhỏ nhặt là phải hỏi thăm từng YouTuber một. Ngoài vấn đề quà cáp và trách móng phía Hồng Loan không quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình, thì Mỹ Xuân Thiện cũng trách Phương Lê và chị Ni đã dập Mỹ Xuân Thiện lúc cô bị phạt 7,5 triệu. Nguyên văn nữ YouTuber này nói, Ni, Phương Lê đã dập tôi ngay lúc tôi bị phạt, cho tôi mất uy tín cho khán giả không xem kênh của tôi nữa, đẩy tôi ra khỏi drama này. Thưa quý vị, câu nói này thể hiện Mỹ Xuân Thiện là người ảo tưởng sức mạnh, toàn thích làm cái rốn của vũ trụ, làm má của thiên hạ. Mỹ Xuân Thiện chỉ là một YouTuber, thời điểm hiện tại cô đã giúp đỡ gì cho Hồng Loan, không giúp được gì cho Hồng Loan về vật chất, tài chính, pháp lý, công sức, thời gian và sức khỏe như chị Ni. Giá trị của cô đối với Hồng Loan là không, thì mắc cái giống ôm gì người ta cần quan tâm đến cô, cần đẩy cô ra khỏi drama.
Thưa quý khán giả, Mỹ Xuân Thiện từng gây náo loạn mạng xã hội bởi chính cô đã chia sẻ thông tin đài truyền hình HTV đi phúng điếu hàng trăm triệu, tạo cái cớ để phía Cần Cần nói xấu Hồng Loan. Là người làm YouTube, cô phải có trách nhiệm với tin tức của mình đưa ra, nói đúng, nói hay thì có tiền, còn nói sai thì bị phạt, tự làm tự chịu. Việc vừa qua Mỹ Xuân Thiện bị phạt 7,5 triệu đồng là lỗi cá nhân của cô, dám chơi dám chịu, không trách được ai. Nếu cô trách Hồng Loan, trách chị Ni, vậy lúc cô kiếm được tiền nhờ drama này, cô có gửi lời cảm ơn, cô có đáp lễ lại cho họ hay không? Nếu không, thì lấy cái tư cách gì để oán trách họ khi bị phạt? Kể từ khi bị gài vũ hình sự, Hồng Loan liên tục ăn đơn dồn dập, chị Ni đã rất nhiều lần cảnh báo trên livestream. Ni không dám gọi thẳng tên, Ni phải tiết chế vì Cần Cần luôn rình rập canh me cho bên Hồng Loan ăn đơn. Ni cảnh báo khán giả nên thận trọng, đừng vì bảo vệ Hồng Loan mà dính dáng đến pháp luật. Những lời dặn của Ni đã có trước khi Mỹ Xuân Thiện bị phạt 7 triệu rưỡi, vì vậy nó không phải là trù dập, nó là lời nhắc nhở chung cho cộng đồng mạng. Mỹ Xuân Thiện cho rằng Phương Lê và chị Ni đã làm hạ uy tín của cô, khiến khán giả hủy theo dõi kênh YouTube của cô. Không, uy tín của cô là do một tay cô gây dựng và nó chỉ mất khi chính cô tự đập đổ. Hết chia sẻ thông tin phúng điểu sai sự thật, đến video sàm sỡ của chú sự, đến việc ăn đơn 7,5 triệu đồng, chuỗi hành động của chính Mỹ Xuân Thiện đã tự giết chết uy tín của bản thân cô. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.